ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំចាក់ចលហើយនឹងប្រាប់ពីកន្លឹះថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសាច់នំចាក់ចលរបស់យើងនឹងឡើងបានល្អនំនេះបងប្អូនបើសិនជាយើងធ្វើខុសក្បួនណាគឺអត់ឡើងទេហើយសាច់នំគឺវារឹងតែម្ដងញ៉ាំអត់កើតណាចាហើយនេះជាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់របស់ខ្ញុំមានដូចជាម្សៅអង្ករខ្សាយនឹងចំនួន 150 ក្រាមម្សៅអង្ករដំណើបឬម្សៅមី50 ក្រាមបើសិនជាបងប្អូនចង់បានសាច់នំទន់បងប្អូនប្រើម្សៅដំណើបបើសិនជាបងប្អូនចង់បានសាច់នំស្រួយខ្ញុំគឺបងប្អូនប្រើម្សៅមីបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំមានទឹកស្លឹកតើយនឹងទាំងអស់130 មីលីលីត្រតែនេះខ្ញុំដាក់វាតែពាក់កណ្ដាលសិននេះបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺនេះខ្ញុំមានខ្ទិះដូងចំនួន100 មីលីលីត្រចំពោះខ្ទិះដូងហើយនឹងទឹកស្លឹកតើយគឺយើងយកតែកម្ដៅសិនណាមុននឹងចាក់ចូលម្សៅ
sạch nôm dưới ngọt lá ngay bằng phồn hơi dương trực bạp vì dù chẳng nắng á chà nít nít nhóm bằng tòa bị chạc thì đồn chỗ hơi nít nhóm cô vì á chà cô vì nó vì sân bị bụi cái đài gó bằng tòa mắt nít nhóm cho bạch viên hẳn đài chà nít nhóm cho bạch mà sao bạp nắng rồi dạ bê bạp nít tì bằng phồn chà cứ cho bạch viên hốt đo sạch mà sao hạp nai lỏ bạp nì chà bằng tòa máu cứ nhóm chạm đàm chạc sò sò chồ sò sò nó cứ biến trong đồn 150 gram cứ nhóm chạm vi chồ tàng ó chà hát khi bằng to cho bạch sò sò li cho mùi nằm sai nâng hai sạch mà sai nó bê đại viết rơi cho mùi nằm sò sò cứ viết thơ ao sạch mà sai nó riêu tàm đó bằng bốn chà nếu khi ông ăn prau sọt thau thì bông bông bị pru nôm nó cứ khi ông thưa cho mùi nó sặc tao ấy á và dần cho bông bông thưa cho mùi nó tắc đông sốt rồi gọi tắc sốt cứ bông bông đã sọt thau tới cứ bị thưa ai nôm ra bao giờ nó bị po là o chiềng chà nếu như khi ông vay nhi mà sai bài nó được dạy về bản thai mà pay này tí tí ra bông bông chà nếu khi ông nhi về là hot đòn về làng bộ phu á chà cái này nó có sầm khăn này cứ dùng từ nhi bài nó chà hai bàn tay mắt cứ nhôm chạm tật sọc tai đèn nơ so bàn tay tiệt nữa cứ nhôm chạm vi châu thằng ọ chà này nhôm thưa bạn nắng đầm bay ở nhì sư ruột không ca dương gì mà sáng bằng phone là sân chỉ nhôm chạm tật sọc tai nắng châu thằng ọ tầm đó cứ vi thưa ai mà sáng nắng vi riu càng pè chẳng này nhôm chạm vi tập cả đàn sân mà tọa mau vai vi nhì vi cột mau hai tên này nhôm chạm bằng hai tay mà đòn chà lời nắng cướp chấm nón hói chẳng nên nhom do việc tập áp tục chà hai thì dạ việc áp tục cứ nên chấm áp tục mùi máu ngã bông bốn chà lời nắng cứ mùi máu cào máu chà mà sao vi lang phục bùn bám nắng bông bốn chẳng dân do về cô tới mùa nương dọc từ việc từ chạm hai nít nên chấm pra côn pe nắng đầm bay chạm vi á chà cứ dương thua bẹp nó cứ thua nồng đập bảo dưỡng vì bần bần cái lõ mong bồn hai chấm pua ca chiên nó cứ dương trời ca cái bài cái lỗ mà mong bồn cùng dọc cái rib sma cứ dương trời dọc cái hai vì hiện trời cái đá lắm chà hai dương chạm bay mình tới tới mình tọt máu dương ba phơi chấm pua phơi cứ dương prà phơi sao mong bồn cứ dương ắt prà phơi khăng ấy nè chà hai ní nên nhom chạm vì á hai sạch nông chạy cho đầy dương thua trái á bông bốn cứ vì làng bạp ní hàm bông bốn chà sạch mà sao cứ làng lo mẹn tên chà xâm rạp nông ní hàm bông bốn bà sân chìa bông bốn trong ban nông bạp tốn chà sạch nông tốn vật chinh ánh cứ bông bốn trái pra mà sai gòn cò sái lia cho mùi nâng mà sai gòn cò đầm nào chà hai chùm bông bốn đạch quát trong ban nông sạch nôm tuôn là mồm chà tuôn là mồm hơi xuôi càng kiên kiên nhé bông bốn cứ bông bốn trai prào cò xài dướng bột nâng mà xài mì chà đôi nhạc nhóm ngày ní cứ nhạc nhóm prào mà xài còn cò xài hơi nâng mà xài mì chẳng sạch nôm càng kiên kiên bông bốn cứ tha xuôi chứ ngay mình tên chà cứ chứ ngay mũi bài mà nè chà mà giang mà nè bông bốn sạch nôm á tới tam bông bốn ai thưa tới tam trong lòng cho nó chất chà bàn tay bông bốn trừ chà thưa cứ trừ thưa tam đôi giờ vậy đại những trong ban prap trong video nắng á bông bốn tớ sạch nôm ban làng lõ
hơi trà hơi chân hay đúng đắn áp bê dân chiến là dân mình trời ca đặt khăn cho ra nên bông bồn đặt là mồm nếu như không đặt việc bài chia pram vé cho bông bồn cha lời nắng thì không chiên đông đang rồi rồi hai à lời nắng thì không hai chun bông bồn cha chun bông bồn mờ bị sạch nóng mà bông bồn cha cứ sạch nóng bẹp nắng hai vì ắt sư tôn là mờ tôn sốt tê khang cả đá là tốt là mồm mà bông bồn cha bàn tay ở này khang cha này khang kiến á cứ tha sôi nhau mẹ chân anh mình tên bông bồn cha lại nên khiêm hai chung bông bồn mờ mùi tiết cha sạch núm tôn chân anh cha mình tuân khăn bê tế bì bồn nên khiêm pra mà sang gọt sáng cho mùi nằm sang mì bông bồn bần tái xong khăn nó cứ thà hàng kiên kiên nó bông bồn xa rùi khi nhau tay mà đòn cha ta phải đăng ký kênh sách bóng bồn ốc quân chán bóng bồn đã bàn tạm đàn video ní rồi hộp đào chọc hơi xong bóng bồn chú follow page nó mà nẹ mùi phóng đàm bay tụi video mày nâng chỉ riêng rốt ngày.